Hôm trước mình có hướng dẫn mọi người cách cắt trái thủy tinh mà không cần dùng đến cưa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người trồng rau sạch bằng chai thủy tinh đã cắt hôm trước. Cách trồng rau bằng chai thủy tinh này, chúng ta sẽ không cần phải tưới nước hàng ngày. Cạnh đi để cho nó đỡ sắc. Nhưng mà để ở đây mình lười quá nên là làm luôn. Đầu tiên thì ta cần một mảnh vải, có thể dùng áo, quần hoặc cái thứ gì đó. Mình sẽ cắt nó ra. Việc này, mục đích của việc này là để miếng vải này nó sẽ hút nước từ bên dưới. Mình sẽ cho nước vào giữa chai này. Và mình sẽ cho nó vào đây. Và chúng ta sẽ cho đất vào đây. Đây là bạc phân. Đây, và chúng ta sẽ cho nước vào trong này. Và chúng ta đặt lên. Để miếng vải này nó sẽ có nhiệm vụ là hút nước. Khi mà đất khô thì nó sẽ hút nước lên vào đất để đất nó ẩm. Không cần tưới nước hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.